Triệu Lộ Tư và bốn crush nhan sắc lớn nhất sự nghiệp, những buổi đầu cọ nhiệt Triệu Lệ Dĩnh. Sơ hở là so sánh với đàn chị nhờ gương mặt tròn mũm mĩm. Thời điểm hiện tại học hỏi phong cách của nhiệt ba. Có giống không? Chưa chắc đã giống đâu. Noi gương Dương Tử đi chỉnh trang nhan sắc. Sơ hở là có góc chụp giống hệt Giang Quân Sơn. Đấy. Đấy này. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ví như Triệu Lộ Tư năm xưa không ngừng marketing gương mặt tròn đầy đáng yêu, vượt qua định kiến nhan sắc giống Triệu Lệ Dĩnh. Nay Triệu Lộ Tư đã khác, không còn bám giết lấy đàn chị họ Triệu, mà thay vào đó là học hỏi nhiệt ba về tạo hình, Dương Tử về chỉnh sửa nhan sắc và góc chụp giống hệt Giang Quân Sơn. Còn nhớ thở đầu mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lộ Tư gây chú ý với gương mặt tròn đầy mũm mĩm, xinh xắn đáng yêu dù đường nét không quá hoàn hảo. Nữ diễn viên lúc này thường PR hình ảnh của mình theo hướng của Triệu Lệ Dĩnh, nghĩa là dù có gương mặt tròn vẫn có thể làm nữ chính. Cô cũng thường xuyên cọ nhiệt đàn chị, đi bài so sánh nhan sắc, đồng thời chấp nhận trở thành bản sao Triệu Lệ Dĩnh, người kế nhiệm của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng như có một cái đuôi theo sau. Mà thực tế thời điểm đó Triệu Lộ Tư dựa vào Triệu Lệ Dĩnh là bước đi đúng đắn. Bởi nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt cũng từng trải qua việc bị chê bai vì gương mặt tròn hay mặt tròn không thể làm nữ chính. Giống như Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư cũng dựa vào nhan sắc đầy đặn này của mình mà đi lên, trở thành mỹ nhân có vẻ ngoài khác biệt so với những gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của showbiz thời điểm đó. Dùng gương mặt tròn xinh xắn làm nữ chính, Triệu Lộ Tư thành công với loạt bộ phim như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Xuân Hoa Thu Nguyệt, đặc biệt là Trần Thiên Thiên Ngày Ấy Bây Giờ. Sau những bộ phim gây bão, Triệu Lộ Tư nổi tiếng hơn và cũng bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Những năm gần đây, cô xa rời lý tưởng nhan sắc đời đầu của mình là Triệu Lệ Dĩnh, thay vào đó học hỏi nhiều hơn ở Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, với Địch Lệ Nhiệt Ba thì Triệu Lộ Tư học hỏi nhiều về phong cách. Có một khoảng thời gian mà netizen thường xuyên phải bàn tán về những tạo hình, make up, làm tóc giống hệt nhau của hai nàng tiểu hoa. Triệu Lộ Tư thời điểm đó cũng rất thích được so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba, fan hai bên còn không ngừng đấu tố mỉa mai lẫn nhau. Ngoài nàng mỹ nữ Tân Cương, Triệu Lộ Tư còn thỉnh thoảng bắt chước Lisa, có chiếc tạo hình giống hệt nữ idol khi dự sự kiện. Mặc mọi lời bàn tán, sao nữ thần ẩn vẫn không ngại đụng hàng. Thời điểm hiện tại, nhiều người theo dõi Triệu Lộ Tư cảm giác cô đang rất học hỏi Dương Tử về cách chỉnh sửa nhan sắc. Là hai cái tên đình đám trong hội phụ nữ, Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị nghi ngờ đã qua thẩm mỹ để có được gương mặt V-line cùng đường nét gương mặt hài hòa hơn. Điểm chung của cả hai còn có gương mặt biến hóa ảo diệu, lạm dụng Photoshop. Giống như Dương Tử, Triệu Lộ Tư giờ so ảnh thật với ảnh đã qua chỉnh sửa là hai thế giới khác biệt. Mặc dù netizen đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy cả hai đã thẩm mỹ, nhưng tuyệt nhiên hai cô không bao giờ thừa nhận Triệu Lộ Tư còn bẹo hình bẹo dạng chứng minh gương mặt của mình là đẹp tự nhiên. Ngoài những cái tên kể trên, một crush nhan sắc nữa của Triệu Lộ Tư đó là Giang Won Young. Nữ diễn viên xứ Trung rất hay học hỏi phong cách của Giang Won Sơn, sau đó có những góc chụp giống hệt nữ idol xứ Hàn. Nói bắt chước thì dãy, nhưng giống từ cách make up, làm tóc đến phong cách thì không thể chỉ hai từ trùng hợp mà giải thích được.